của hạnh phúc. Truyền thuyết kể rằng có cô bé mồ côi, không gia đình và không ai yêu thương. Ngày nọ cảm thấy buồn bã và cô đơn khôn xiết, cô bé đi bộ qua rãnh cỏ. Tại đây cô thấy một con bướm nhỏ bị mắc kẹt trong bụi gai. Con bướm càng cố vùng vẫy để thoát, gai nhọn càng cứa sâu vào thân hình mỏng manh của bướm. Cô bé cẩn thận gỡ con bướm ra khỏi mớ gai gốc để giải thoát nó. Thay vì bay đi, con bướm nhỏ bỗng biến thành nàng tiên xinh đẹp. Cô bé kinh ngạc, không tin vào mắt mình. Bướm tiên nói: "Vì lòng tốt tuyệt vời của bạn, tôi sẽ tặng bạn bất kỳ điều ước nào bạn thích." Cô bé nghĩ trong chốc lát rồi đáp: "Tôi muốn hạnh phúc." "Tốt lắm." Xong, nàng tiên nghiêng người thì thầm điều gì bên tai cô bé rồi biến mất. Khi cô bé lớn lên, không một ai trên trái đất hạnh phúc bằng cô. Mọi người hỏi cô về bí mật của hạnh phúc, cô chỉ mỉm cười trả lời: "Bí mật hạnh phúc của tôi là nghe lời nàng tiên tốt bụng khi tôi còn nhỏ." Qua bao năm, cô bé khi xưa bây giờ là bà lão. Khi hấp hối trên giường bệnh, hàng xóm quay quanh bà, sợ rằng bí mật của hạnh phúc sẽ đi cùng bà lão. Họ van xin: "Hãy nói cho chúng tôi biết nàng tiên tốt bụng đó nói gì." Bà lão đáng yêu chỉ mỉm cười và nói: "Nàng tiên nói với tôi rằng tất cả mọi người, dù trẻ hay già, dù giàu hay nghèo, đều cần đến